Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là cô Học nha. Mình là một vận động viên phong trào nha. Hôm nay Học muốn chia sẻ một cái vấn đề mà Học thấy đang có rất nhiều người đang chơi cờ lông gặp phải. Đó là vấn đề ra mồ hôi tay. Khi các bạn cầm vợt, các bạn bị trơn tay, tuột vợt. Thì thực sự khi mà mình chơi cầu lông mà mình bị ra mồ hôi, mình cầm vợt bị trơn á, mình cảm thấy rất là khó chịu. Mình không, nó không thể tự tin đánh cầu hay tự tin xử lý những pha cầu hay được. Mà hôm nay thực sự Học cũng là một người chơi cầu lông khá là lâu rồi. Tay của Học ra là bị ra rất nhiều mồ hôi. Thực sự ra rất nhiều mồ hôi luôn. Cầm vợt nó bị trơn cực kỳ luôn. Học cũng đã sử dụng rất nhiều loại quấn rồi, tất cả các loại quấn rồi, nhưng mà Học cảm thấy nó không hợp, nó không phù hợp với cái bàn tay của mình ra nhiều mồ hôi. Thì hôm nay Học có một tin vui dành cho tất cả mọi người, là Học đã tìm ra một loại quấn nó giúp giải quyết cũng như khắc phục cái tình trạng ra mồ hôi tay và cầm vợt bị trơn cho tất cả mọi người. Đó là chiếc quấn cán vợt chống trơn. Thực sự cái quấn này nó cầm rất là êm luôn. Nó cầm êm như quấn Zonex luôn nhá. Thực sự cái quấn vợt này nó cầm êm như quấn Zonex luôn, mà nó có tính năng hút mồ hôi chống trơn cực kỳ tốt luôn. Thực sự luôn. Nó cầm rất là êm. Và nếu như mọi người đang chơi cầu lông mà mọi người đã sử dụng những cái quấn của mọi người mà mọi người cảm thấy nó chưa hài lòng cũng như chưa thích hợp với cái tay của mình, thì mọi người hãy thử một lần sử dụng chiếc quấn cán vợt chống trơn này nha. Học tin chắc là nó sẽ giúp cho mọi người giải quyết cái vấn đề ra mồ hôi tay cũng như cầm vợt bị trơn do mọi người. Thực sự luôn. Và nó, cái quấn này nó, cái giá thành của nó rất là rẻ luôn. Nó giúp tiết kiệm rất là nhiều tiền thay quấn, chi phí thay quấn cho mọi người. Mà nó rất là êm, cực kỳ êm luôn. Nó êm như quấn Zonex luôn nhá. Và nó có tính năng hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Những ai mà tay đang ra mồ hôi, cầm vật bị trơn, thì mọi người chắc chắn phải thử một lần chiếc quấn cán vật chống trơn này nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe những lời chia sẻ thật lòng nhất của Học. Mọi người hãy giúp Học chia sẻ để cho tất cả bạn bè của mọi người đang chơi cầu lông, những ai mà đang gặp phải vấn đề mà ra mồ hôi tay cũng như cầm vợt bị trơn á, thực sự mọi người hãy giúp Học chia sẻ để cho bạn bè, những ai mà tay đang cầm vợt mà nó bị trơn tay, tuột vợt, thì mọi người có thể biết đến cái loại quấn vợt, quấn cán chống trơn này, để mọi người có thể có một chiếc quấn sử dụng một cách tốt nhất.